Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 2. Anh hai, nhanh, anh hai, mau nhìn xem mẹ bị làm sao vậy. Đừng vội, đừng vội, mau đưa mẹ lên giường đi. Ấn huyệt nhân trung ở giữa miệng và mũi đi. Tô Cối cũng luống cuống, ra vẻ bình tĩnh, hô lớn. Sau đó vội vàng kéo lấy cổ tay bà cụ, bắt mạch cho bà. Nhưng một lát sau, sắc mặt của Tô Cối rất khó coi. Anh hai, mẹ bị làm sao vậy? Tô Bắc vội vàng dò hỏi. Mạch tượng của mẹ rất yếu, mẹ sắp không được rồi. Tô Cối ngơ ngác nói, cái gì? Toàn bộ người nhà tôi đều trợn mắt lên. Vừa rồi mẹ còn tốt như vậy, sắc mặt tốt như vậy, sao thấy đột nhiên không ổn được chứ? Lưu Diễm vội vàng nói ra. Bây giờ bà cụ cũng không thể chết được, hiện tại công ty vẫn đang nằm trong tay bà. Nếu như bà gặp phải chuyện gì không may, toàn bộ tập đoàn Thịnh Hoa chúng ta sẽ rối loạn mất. Vợ của Tô Bắc là Trương Vu Huệ cũng lên tiếng nói. Nhưng mà cho dù là nói như thế, nhưng những người này cũng là ước gì bà cụ sớm chết một chút. Dù sao chỉ cần bà cụ vừa chết thì bọn họ để có thể phân chia tài sản của nhà tôi. Nhưng mà Tô Cối và Tô Bắc cũng không vui lắm. Tô Bắc vừa mới tiếp quản tài vụ tiền đồ vô lượng. Tô Cối vì tranh thủ muốn cho bà cụ vui vẻ, tiêu tốn nhiều như vậy, sao có thể chấp nhận cục diện này chứ? Tô Cối cầm châm lên lần thứ hai, châm ở huyệt thái dương và huyệt phong trì cho bà cụ, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì như trước. Anh hai, hơi thở của mẹ càng lúc càng yếu rồi, rốt cục lại đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tô Bắc nóng nảy nói. Tình huống của mẹ rất kỳ lạ, hơn nữa phát tác rất bất ngờ, tôi không thể chuẩn đoán bệnh được. Nhanh chạy ra bên ngoài gọi y tá, gọi ông Tề ở bệnh viện lớn đến đây nhanh. Đầu Tô Cối đầy mồ hôi nói ra. Loại tình huống này khiến cho ông ta không thể khống chế được nữa. Ngay lập tức Tô Cương vội vàng chạy ra ngoài, nhưng một lát sau anh ta mang vẻ mặt buồn như đưa đám chạy về, bó tay. Chú hai, y tá gọi điện thoại nói là ông Tề kia không ở bệnh viện, đi ở phòng khám rồi. Cái gì? Tô Cối choáng váng nói. Chú hai, nếu không hãy gọi những bác sĩ khác đến đây đi. Ngay cả tôi cũng không thể nào chẩn đoán ra bệnh trạng của mẹ, những thầy thuốc khác gọi đến đây cũng có thể làm gì đâu chứ. Cả bệnh viện này ngoài trừ ông Tề ra ai cũng không thể trị được. Tô Cối ủ rũ nói. Chả lẽ bà nội phải? Anh hai, anh nghĩ cách gì đi. Ngay lập tức chuyển mẹ đến phòng cấp cứu đi. Cấp cứu trước rồi đó sau. Tôi sẽ gọi người có uy tín nhất bệnh viện đến đây, nhất định là có thể giải quyết. Mọi người cũng đừng hốt hoảng. Tô Cối cố giả vờ ra bình tĩnh. Mọi người gật đầu, ngay lập tức cuống cuồng tay chân đứng lên. Ai cũng không thể nào lường trước được tình huống như thế này. Tất cả đều xảy ra một cách rất vội vàng. Tô Nhanh ngơ ngác nhìn lấy người nhà Tô đang bối rối, trong chốc lát tay chân cũng cuống luống cuống. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, bối rối lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi đến một dãy số. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên là giọng nói của Lâm Minh. Bà nội sắp không xong rồi. Tô Nhanh run rẩy nói. Tôi biết. Giọng điệu Lâm Minh có vẻ rất bình tĩnh. Không phải là anh đã dự đoán được chuyện này từ trước rồi sao? Anh có biện pháp nào không? Có. Vậy anh ở không nhanh chạy đến đây cứu bà nội đi. Tô Nhàn quát lớn. Nhưng đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc 2-3 giây, sau đó truyền đến giọng nói thờ ơ của Lâm Minh. Thật xin lỗi, tôi không cứu. Tô Nhàn ngây người ra, cô lại cho rằng bản thân đã nghe lầm, nhưng lý trí nói với cô là không. Lâm Minh lại dám từ chối cô sao? 3 năm qua anh hầu như luôn tuân theo mệnh lệnh của cô, chưa bao giờ từ chối cô bất cứ chuyện gì. Cho dù những chuyện đó phần lớn anh đều là không được, nhưng vì sao lúc này anh từ chối cô dứt khoát như vậy? Anh có ý gì? Tô Nhanh hồi phục lại từ sự chấn động và kinh ngạc trong lòng, trầm giọng hỏi. Ý trên mặt chữ, anh muốn bà nội chết sao? Bà ta có chết hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng dù sao bà ấy cũng là bà nội mà. Hơn nữa, nếu bà ấy xảy ra chuyện gì với thái độ của bác hai và bác ba, nhà tôi còn chỗ cho chúng ta sống sao? Cảm xúc của Tô Nhanh hơi kích động. Cô vì cái nhà này mà dồn hết tâm sức, vậy mà người đàn ông này lại đứng như ngoài cuộc. Lâm Minh trầm giọng một lát, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói ra. Em muốn cứu bà ta sao? Đương nhiên là muốn. Được, anh cứu, nhưng em phải đi cùng anh, vì bác hai và bác ba chắc chắn không cho anh vào phòng cấp cứu. Em tới thuyết phục bọn họ đi. Anh đang ở đâu? Cửa phòng cấp cứu, Lâm Minh nói ra. Tô Nhanh hơi choáng váng, vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Lâm Minh đứng ở đó giống như đã sớm đoán trước được việc xảy ra. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Lâm Minh, trong lòng Tô Nhanh liền bốc hỏa. Này, cô mạch nhỏ của Tô Nhanh lạnh như băng, anh thật sự có thể cứu bà nội sao? Lâm Minh lấy di động ra nhìn thời gian, còn 3 phút. 3 phút gì? Trong 3 phút em không để anh vào cứu bà nội thì qua mấy ngày nữa tất cả bạn bè thân thích chúng ta đều phải đi đến nhà họ Tô ăn cơm đó. Tô Nhanh khá giật mình mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của anh. Thành thật mà nói, cô không quá tin tưởng lời của Lâm Minh. Kết hôn 3 năm, tuy rằng hai người không có quan hệ vợ chồng, nhưng Lâm Minh là dạng đàn ông gì trong lòng cô biết rõ. Ngay cả bác hai Tô Cối cũng không cách nào cứu được bà nội, kẻ phế vật này cứu được sao? Quên đi,
không có sự lựa chọn nào khác. Tin tưởng anh một lần đi. Tô Nhan nghiến răng kéo tay Lâm Minh đi đến phòng cấp cứu. Giờ phút này một số chuyên gia giỏi trong bệnh viện đều đến. Trung y có hiệu quả chậm, loại bệnh trạng đột phát này chỉ thấy dựa vào tây y. Nhưng sau khi cứu chữa cũng bất lực, tình hình đã không thể kiểm soát được. Sắc mặt Tô Cối trắng bệch, hai chân mềm nhũn trong phòng cấp cứu. Anh hai, mẹ sao rồi? Toàn bộ người nhà Tô vây quanh, cút hết đi. Tô Cối bực bội quát, mọi người đều hoảng sợ. Tô Cối lấy di động ra bấm một dãy số. Tiểu Cối, tôi biết rõ tình hình rồi, tôi đang trên đường đến. Bất kể thế nào, các người cũng phải nghĩ cách ổn định cho bà cụ Tô. Đầu dây bên kia vang lên giọng thở, giọng nói thở hổn hển. Đó là giọng nói của ông Tề, viện trung y. Ông Tề là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới trung y ở Giang Thành. Ông không chỉ thâm niên trong nghề, hơn nữa còn có xuất thân tốt. Ông ta từng là giáo sư của học viện trung y Diễn Đại, sau đó con trai của ông ta được phân công đến Giang Thành làm việc. Ông cùng đi đến với đây. Ông cụ Tề, mẹ tôi đột nhiên phát bệnh, chủ nhiệm của mấy khoa cũng không tìm ra chứng bệnh. Người có khoa cấp cứu đã cố gắng hết sức để ổn định lại tình trạng bệnh cho bà, nhưng hiệu quả rất thấp. Chỉ sợ mẹ của tôi không chờ được ông đến. Tô Cối khóc không ra nước mắt. Tình hình xấu như vậy sao? Ông Tề cũng sửng sốt. Ông cụ Tề, ông đến đây trước đi, tôi sẽ cố gắng chống đỡ. Bây giờ ông là hy vọng duy nhất của tôi. Anh tiếp tục kiên trì đi. Nói xong, ông ta liền cúp điện thoại. Tô Cối thở dài liên tục, xoay người muốn quay về phòng cấp cứu. Lúc này, có một bàn tay kéo ông ta lại. Tô Cối sửng sốt, quay đầu lại mới nhìn thấy Tô Nhàn đứng phía sau. Tô Nhàn, có làm gì vậy? Tâm trạng của Tô Cối không tốt, giọng điệu cũng không khách sáo cho lắm. Bác hai, việc đó... Lâm Minh nói, anh ấy có cách cứu bà nội. Tô Nhàn dè dặt nói, thật là hồ đồ. Tô Nhàn, lúc này các con còn muốn làm bậy sao? Các con mong bà nội chết hay sao? Tô Cối giận dữ. Bác hai, con không hồ đồ. Không chừng Lâm Minh thật sự có cách. Tô Nhàn nóng nảy. Ngay cả bác còn không cách nào thao nắm bắt được chứng bệnh của bà con. Một tên vô dụng, ngay cả nấu cơm, không biết nấu là thì có cách gì. Ý con là bác không bằng nó sao? Tô Cối vô cùng tức giận cười, chỉ vào mũi Tô Nhàn nói ra. Tô Nhàn, bác nói cho con biết, bây giờ bà nội con nằm ở trong sống chết chưa rõ. Nếu bà ấy xảy ra chuyện gì thì cả nhà con là người đầu tiên cút ra khỏi nhà họ Tô cho bác. Nói xong, Tô Cối muốn đẩy cửa đi vào. Bên cạnh không có người nào của nhà họ Tô không trừng mắt nhìn Tô Nhan và Lâm Minh. Đến lúc nào rồi mà còn ở đây nói bậy bạ? Gia đình này thật không hiểu chuyện. Tiếng trách mắng vang lên. Sắc mặt của Tô Nhan tái nhợt, cả người của cô run lên. Nhưng vào lúc này cô vừa lấy hết can đảm kêu lên. Bác hai, lẽ nào bác quên rồi sao? Trước đó chính Lâm Minh nói bà nội sẽ xảy ra chuyện. Mọi thứ không phải đều anh ấy nói trúng được sao? Giọng nói rơi xuống, nhịp bước của Tô Cối lập tức dừng lại. Tiếng trách mắng xung quanh cũng đột nhiên im bặt. Đúng vậy à? Bọn họ mới nhớ tới lời nói gọi là nguyền rủa bà cụ Tô của Lâm Minh trước đó. Đây không phải là ứng nghiệm rồi sao? Là trùng hợp sao? Nhưng việc này cũng trùng hợp quá nhỉ? Sắc mặt của Tô Cối lúc đỏ lúc xanh. Trước đó tôi nói ông châm thiếu một cây châm, ông không tin. Bây giờ một cây châm thiếu đó đang cướp lấy sinh mệnh của bà nội đó. Tình hình của bà nội bây giờ rất khẩn cấp. Nếu ông không để tôi vào, bà nội sẽ không thể cứu được. Lâm Minh nói rất phù hợp. Đồ vô dụng, cậu nói gì? Cậu đang trách tôi sao? Cậu là đồ không biết lớn nhỏ. Tô Cố tức giận, muốn xông lên dạy dỗ Lâm Minh nhưng lại bị Tô Bắc ngăn lại. Anh hai, đừng kích động. Tô Bắc vội khuyên nhủ. Bây giờ tình hình của mẹ rất không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nếu các anh bỏ tay, không có cách nào, không bằng để thằng nhóc này thử xem sao. Em điên sao? Em tin lời thằng ngu ngốc là sao? Tô Cố trừng mắt nhìn Tô Bắc. Tô Bắc cười thầm nói nhỏ, anh hai, nếu mẹ chết, mọi thứ anh làm đều uổng phí, tài chính của công ty cũng chưa chắc nằm trong tay chúng ta. Em nghĩ đây là chuyện anh và em đều không muốn thấy. Muốn nếu chúng ta không có cách nào, về để chúng ta, cậu ta vào đi. Hơn nữa, nếu cậu ta vào mà mẹ sẽ ra chuyện gì, chẳng phải anh có thể không cần gánh vác trách nhiệm hay sao? Tô Cối lập tức hiểu được lời nói của Tô Bắc, nhớ mày. Ý của em là đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Minh sao? Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, sự việc bị bại lộ, mọi người trong Giang Thành đều biết anh trị bệnh cho mẹ của mình khiến cho bà ấy chết. Sự việc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Không chừng anh cả sẽ nhân cơ hội gây chuyện. Bây giờ có người giúp anh gánh vác trách nhiệm, sao anh lại không làm chứ? Tôi cũng nghe vậy, biểu cảm bắt đầu nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi lén nói. Cái gì mà gánh vác trách nhiệm, mẹ xảy ra chuyện không liên quan gì đến anh. Tôi bắt mỉm cười không nói gì. Lâm Minh, cậu đi vào đi. Tô Cối ho khan, xoay người lạnh lùng nói.
Cha ơi, cha thực sự để cho tên vô dụng này đi vào sao? Tô Cường trợn mắt nói ra. Cha là bác sĩ hay mày là bác sĩ? Ở đây cha định đoạt. Tô Cối quát lớn. Tô Cường co rụt cổ lại, nhà người nhà họ Tô cũng không dám hé răng. Vào đi. Tô Cối nói với Lâm Minh. Bác hai, tôi bằng lòng ra tay là vì thế diện của Tô Nhan, hy vọng bác có thể hiểu được điểm này. Lâm Minh thản nhiên nói, đi thẳng vào bên trong, không quay đầu lại. Ánh mắt của Tô Cối lộ ra sự tức giận, người nhà họ Tô chửi ầm lên. Tô Nhan vô cùng xấu hổ. Vào phòng cấp cứu, Lâm Minh tiếp tục bước đến bàn cấp cứu. Cậu là ai? Cậu làm gì vậy? Tại sao không mặc bộ đồ bảo hộ y tế? Mấy bác sĩ già vây quanh chất vấn. Lâm Minh hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp lấy người bên cạnh bàn cấp cứu ra, vươn tay ấn lên huyệt đạo trên người bà cụ. Không cần dao, không cần châm mà chỉ dựa vào hai ngón tay xong. Người này đang làm gì chứ? Những người xung quanh không hiểu gì cả. Sao lại thế này? Ai cho cậu ta vào? Y tá, mau kéo cậu ta ra ngoài. Đúng là làm càn. Một bác sĩ tức giận đến mức dậm chân muốn túm lấy Lâm Minh. Hiện trường hơi hỗn loạn. Tô Cối vội vào đi vào giải thích. Nhưng vào lúc này, tích, một âm thanh chói tai vang lên. Mọi người đều sửng sốt nhìn lại mới phát hiện hình ảnh thật trên màn hình điện tâm đồ đã là một đường thẳng tắp. Người bệnh đã không còn dấu hiệu sống. Một bác sĩ trẻ khàn khàn nói ra. Thời gian quá eo hẹp. Bác sĩ Tô cố nén bi thương. Các bác sĩ và y tá còn lại đều bỏ mũ thở dài. Hỗn loạn. Tô Cối gầm lên, túm lấy cổ áo Lâm Minh, phẫn nộ gào lên, cậu hại chết mẹ tôi, cậu trả lại mạng của cho mẹ của tôi đi. Nói xong, ông ta ra vẻ muốn đánh Lâm Minh. Người bên cạnh vội vàng giữ chặt Tô Cối. Bác sĩ Tô, đừng xúc động, đừng xúc động sao, mẹ của tôi bị cậu ta hại chết, kêu tôi đừng xúc động sao. Cảm xúc của Tô Cối kích động hét lên, tôi phải truy cứu trách nhiệm của cậu ta, tôi phải kiện cậu ta. Tô Cối hoàn toàn phát điên. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Tô, người khác cứu mẹ của cậu, cậu lại có thể lấy oán báo ơn đi kiện người ta sao? Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía cửa, lại thấy một ông cụ gầy gò đứng ở cửa. Tuy rằng vóc dáng của ông ta không cao, gầy gò mong manh, nhưng đôi mắt già nua rất có thần, là ông Tề. Gương mặt của các bác sĩ lộ ra vẻ kính trọng. Ông Tề chính là bậc tiền bối đức cao vọng trọng ở viện trung y, viện trưởng gặp mặt cũng phải khiêm nhường vài phần. Ông Tề, cậu ta hại chết mẹ của tôi, tại sao ngài lại nói với cậu ta là có ân với tôi chứ? Tô Cối những đang nói ra, nhưng ông Tề lại liếc mắt nhìn ông ta thản nhiên nói, ai nói mẹ quan chết? Tô Cối sửng sốt, đột nhiên tiếng ho khan dồn dập vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu lại, đã thấy bà cụ nằm trên giường, lẽ ra đã hoàn toàn nguội lạnh, bất chợt mở miệng ho khan. Tô Cối ngây người hồi lâu, ông ta chạy qua và kêu lên một cách kỳ lạ, nhưng bà cụ Tô ho mạnh vào cái rồi lại ngất đi. Mọi người đều ngơ ngác. Lâm Minh, bà nội lại làm sao vậy? Nhịp chân của Tô Cối cứng đờ, vội vàng hỏi. Yên tâm đi, bà ấy không sao. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng chứng mệnh của bà ấy vẫn chưa được giải trừ. Tôi chỉ vừa khôi phục chức năng tim và đường hô hấp cho bà ấy. Kích thích trung thu thần kinh của bà ấy, bệnh cũ vẫn còn có thể tái phát bất cứ lúc nào, cho nên phải trị liệu nhanh một chút. Nên chữa trị như thế nào? Tô Cối sốt ruột hỏi. Bác hai, bác hãy dùng phương pháp châm ngân châm với bà nội một lần nữa đi. Làm một lần nữa sao? Trái tim của Tô Cối đột nhiên nhảy lên. Lúc trước chính vì dùng châm mới nảy sinh ra vấn đề, tại sao bây giờ còn làm chứ? Khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ hoang mang. Đột nhiên ông ta nghĩ tới gì đó, lập tức nâng tay bà cụ Tô lên bắt mạch. Một lát sau, Tô Cối trầm giọng nói, Lâm Minh, cậu ra ngoài trước đi. Ra ngoài sao? Lâm Minh khẽ nhíu mày. Mạch tử của bà nội đã ổn định, tính mạng chắc hẳn là không sao. Hơn nữa ông Tề đã đến rồi, tôi muốn để cho ông Tề chữa trị, nơi này không còn là chuyện của cậu. Cậu ra ngoài trước đi. Tô Cối lại giật nói. Từ đầu đến cuối ông ta đều không tin tưởng Lâm Minh. Tuy rằng ông ta không thể giải thích vì sao Lâm Minh ẩn ấn trên người của mẹ mình lại có thể kéo mẹ mình từ cõi chết trở về, nhưng trong mắt ông ta có thể thấy là Lâm Minh nhìn thấy phương pháp xóa bóp đặc biệt nào đó, hoặc là mèo mù vớ phải cá rán. Cho dù như thế nào, nếu tự lựa chọn đường sống, ông ta cũng sẽ không chọn Lâm Minh. Bác sĩ Tô, vì sao không để chàng trai này tiếp tục chữa trị cho bà Tô? Nghe thấy lời nói của Tô Cối, ông Tề mở miệng nói ra. Ông Tề à, ông không biết thôi, người này là cháu rể của tôi, cậu ta là một tên phế vật, chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, làm sao có y thuật gì chứ? Để cậu ta chữa trị cho mẹ của tôi, không phải là lấy tính mạng của mẹ tôi ra để đùa giỡn sao? Tô Cối cười đành nọt giải thích, nhưng xét theo cách xoa bóp và cứu chữa của cậu ta với mẹ của anh, cậu ta hẳn là cũng hiểu biết một chút về y thuật. Ông Tề có vẻ hơi không vui. Có quỷ mới biết cậu ta học được công phu mèo quào ở nơi nào đó. Tóm lại ông Tề à, lần này phải dựa vào ông. Nhưng ông Tề lại vung tay áo nói, tôi không cứu. Tề Cối trợn tròn mắt, vì sao chứ?
Tình trạng bệnh của bà cụ tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chờ tôi cứu thì không kịp thời gian đâu, nguy hiểm quá lớn. Chàng trai này thì ngược lại, cậu ta có thể khiến cho trái tim ngừng đập của bà cụ tôi đập trở lại. Hiển nhiên là cậu ta biết tình trạng của bà cụ tôi. Thân là bác sĩ, đương nhiên là hy vọng cho người bệnh có thể thoát khỏi sự nguy hiểm, sớm ngày hồi phục. Với tình hình trước mắt mà nói, thì có để cho chàng trai này chữa trị cho bà cụ tôi so với chờ đợi tôi ra tay còn đáng tin cậy hơn. Cho nên đứng ở góc độ của người bệnh mà suy xét, tôi không cứu được bác sĩ tôi, anh nên tin tưởng chàng trai trẻ này. Ông Tề nghiêm túc nói ra, nhưng chẳng lẽ anh không hy vọng mẹ anh có thể bình phục hay sao? Ông Tề hỏi lại. Tô Cối không còn lời nào để nói. Bác hai, ông đã muốn ông Tề chữa trị, vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nói một câu. Tô Cối nóng nảy vội vàng kéo Lâm Minh lại. Cậu đi đâu vậy? Không phải bác muốn để ông Tề chữa trị sao? Cậu cố ý chọc giận tôi phải không? Sắc mặt Tô Cối u ám, trừng mắt nhìn anh lạnh lùng quát. Cậu chữa trị cho tôi nhanh, bà ấy là bà nội của cậu, thì nếu cậu thấy chết mà không cứu thì cậu xong đời đó. Đúng là thay đổi sắc mặt nhanh thật. Lâm Minh cau mày hớn nói, nếu muốn cứu bà nội vậy thì làm theo lời đó của tôi, lập tức dùng phương pháp châm cứu với bà nội một lần nữa. Sắc mặt của Tô Cối đột ngột thay đổi. Ông ta không thể ngờ tới có một ngày chính mình sẽ bị tên phế vật Lâm Minh này khoa chân múa tay, nhưng ông ta không thể làm gì. Tô Cối hừ thầm một tiếng, cầm ngân châm bắt đầu châm cứu cho bà phụ tô. Phương pháp châm cứu linh thủ sao? Tôn Tư Mạc không hổ là thần y thời cổ đại, phương pháp châm cứu này làm cho máu lưu thông tốt, khai thông mạch máu, sáng mắt tỉnh táo, đúng là kỳ diệu. Ông Tề nhìn chăm chú vô cùng xúc động. Thế nhưng đang làm thì thân thể của bà cụ đột nhiên co giật. Tô Cối luống cuống, Lâm Minh, chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tượng bình thường thôi. Lâm Diệu nói, vì linh thủ thiên của bác không hoàn hoặc không hoàn chỉnh, cái mà bác học chỉ là một phần phương pháp châm cứu không đầy đủ, bác còn thiếu một châm cuối cùng. Một châm cuối cùng sao? Tô Cối nhớ tới trước đó Lâm Minh đã từng nói những lời này, bà cụ tô vì bị thiếu một châm cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Lâm Minh rút ra một cây ngân châm từ trong túi châm để ở bên cạnh, dùng ngón tay xoa ba lần, sau đó đưa cho Tô Cối. Bác hai, châm vào huyệt bách hội của bà nội, dùng phương pháp xoắn để châm, sử dụng ba phần lực châm vào nửa tấc, sau đó sau khi châm vào, tay không được rời khỏi cây châm, ngón tay cần dùng sức siết chặt thân châm, yên lặng đợi 4 giây sau đó rút châm ra, bác hiểu chưa? Trong mắt Tô Cối lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Minh giải thích rõ ràng rành mạch, chẳng lẽ đây là một châm cuối cùng của linh thủ thiên hay sao? Ông ta không thể tin nổi, vì sao một kẻ phế vật như Lâm Minh lại hiểu được phương pháp châm cứu linh thủ thiên chứ? Chẳng lẽ anh từng xem qua rồi sao? Để học được phương pháp châm cứu linh thủ thiên, Tô Cối đã phải bỏ hẳn mấy triệu. Mang theo sự nghi ngờ dày đặc, Tô Cối vẫn làm theo lời nói của Lâm Minh, nâng châm lên vặn tới lui, cố định châm liền mạch lưu loát. Suy cho cùng thì Tô Cối cũng là một bác sĩ trung y có kinh nghiệm, kỹ thuật không tệ, nhưng một châm này châm vào bà cụ vẫn không có phản ứng gì. Lâm Minh, cậu đang đùa giỡn tôi sao? Sắc mặt Tô Cối trầm xuống, còn muốn nói gì đó, nhưng mà lúc này nét mặt già nua tái nhợt của bà cụ đột nhiên trở nên hồng hào. Mà bà đang ho khan liên tục thì hít thở cũng bắt đầu lớn hơn. Tỉnh rồi, trời ạ, không thể tin nổi, 20 phút trước bà cụ tô không có bất kỳ dấu hiệu sống nào mà. Các bác sĩ đứng bên cạnh kinh ngạc thán phục không ngừng, vẻ mặt của những bác sĩ tây y càng kinh ngạc hơn. Đây là sức mạnh của trung y sao? Mẹ ơi! Tô Cối kích động vội vàng nhào tới. Dường như bà cụ nghe được tiếng kêu, khó khăn mở đôi mắt ra. Bác hai, còn lại giao cho bác. Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người đi ra ngoài cửa. Chờ đã. Tô Cối lập tức kêu anh, còn việc gì nữa? Tôi hỏi cậu, làm sao cậu biết phương pháp châm cứu thiên kim yếu phương? Tô Cối hồi phục lại sự kích động trong lòng, nghiêm túc hỏi. Rất đơn giản, trước kia tôi đã từng xem qua. Xem qua ở đâu? Yến Kinh. Lâm Minh thờ ơ trả lời rồi đi ra cửa. Yến Kinh sao? Tô Cối sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hình như Lâm Minh đến từ Yến Kinh. Linh Thủ Thiên đúng là xuất hiện ở đó, lẽ nào thằng nhóc may mắn này nhìn thấy Linh Thủ Thiên rồi sao? Tô Cối lẩm bẩm. Ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà tôi lập tức tụ tập lại. Lâm Minh ra đâu kìa? Lâm Minh, bà nội sao rồi? Tôi nói cho cậu biết, bà nội mà xảy ra chuyện gì, cậu nên có trách nhiệm đó. Người nhà tôi lắm mồm lắm miệng, hoặc là chất vấn, hoặc là quát mắng. Nhưng Lâm Minh giống như tượng Phật bằng đá, xét đánh cũng không lay chuyển được, hoàn toàn không để ý đến. Chỉ có Tô Nhan đến gần rồi hỏi, tình hình của bà nội như thế nào rồi? Đã bình phục lại, tiếp theo cố gắng tĩnh dưỡng tốt, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Minh cười nói, thật sao? Nét mặt của Tô Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong vẻ mặt của mọi người nhà tôi bên cạnh cũng rất sợ hãi. Lâm Minh thật sự chữa khỏi cho bà nội sao? Làm sao có thể chứ? Tên phế vật này biết y thuật sao? Chúng ta đi hỏi thử bác hai sẽ biết thôi.
Đi đi đi, đi vào bên trong. Người nhà tôi chen chúc đi vào bên trong. Đi vậy thôi. Lâm Minh nói với tôi nha một câu. Anh về trước đi, tôi ở lại xem bà nội. Ừ. Lâm Minh gật đầu, cũng không nói nhiều. Anh không có xe, chỉ có thể đi bộ. Nhưng Lâm Minh chưa đi được mấy bước, có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sau lưng. Chàng trai, chờ một chút. Ông Tề. Lâm Minh hơi bất ngờ, lại thấy ông Tề vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh Lâm Minh, thở dốc không ngừng. Một hồi lâu, Lâm Minh mới cười nói. Ông Tề, có việc gì sao? Chàng trai, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu. Về phương pháp châm cứu Linh Thủ Thiên sao? Không phải, cái này tôi có thể thảo luận với bác sĩ Tô. Tôi tìm cậu là vì muốn hỏi phương pháp cậu sử dụng xoa bóp cho bà cụ Tô trước đó. Ánh mắt của ông cụ Tề chứa đầy sự chờ mong. Theo kinh nghiệm từng trải của tôi, phương pháp của cậu có điểm giống với phương pháp được ghi chép trong Hoàng Đề Nội Kinh, nhưng lại của cậu lại càng tuyệt diệu hơn. Tôi nhất thời không đoán ra, xin hỏi phương pháp xoa bóp của cậu là gì? Lâm Minh sửng sốt, sau đó không nhịn được liên tục cười nói. Đúng là ông Tề quả nhiên có ánh mắt tin tưởng, không sai, đây chính là Hoàng Đề Nội Kinh Tố Vấn. Vậy đó là tập nào? Ông Tề nôn nóng hỏi. Huyết khí hình chí. Cái gì? Ông Tề nghẹn ngào kêu lên. Huyết khí hình chí sao? Làm sao có thể chứ? Reng. Lúc này tiếng chuông điện thoại của người già vang lên. Ông Tề hơi sửng sốt, lấy điện thoại ra liếc nhìn, vẻ mặt già nua lộ ra vẻ không vui và bất đắc dĩ. Chàng trai, viện trưởng tìm tôi, chắc là có việc gấp gì đó. Như vậy đi, chúng ta lưu lại số điện thoại, hôm nào rảnh thì chúng ta ngồi xuống trò chuyện như thế nào? Lâm Minh cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhưng nhìn hai mắt sáng rực của ông Tề kia, anh biết không đồng ý chắc chắn không thoát thân được, nên chỉ có thể đồng ý. Ông Tề tràn đầy sự vui mừng, xoay người chạy về phía bệnh viện. Đừng nhìn ông Tề gầy gò, lúc chạy thì lại chạy nhanh giống như một cơn gió. Tạm biệt ông Tề, Lâm Minh quay đầu về nhà. Vào buổi tối, tin tức đầu tiên đang ở trên trang web chính thức của Giang Thành. Vấn đề y tế của Giang Thành về việc khắc phục khó khăn trong giới y học. Bác sĩ trung y nổi tiếng Tô Cối dẫn dắt giới y học của Giang Thành bước vào thời đại trung y mới. Khi Lâm Minh ngồi trên sofa viết di động xem tin tức, anh liên tục kinh ngạc. Anh không có biết rằng tiếng tăm Tô Cối là lớn như vậy. Két. Cửa bị đẩy ra, tôi nhanh trở về nhà, nhưng sắc mặt của cô không được tự nhiên. Em làm sao vậy? Lâm Minh biết có điều gì đó không ổn, hỏi một câu. Tôi nhanh cho dự một lúc rồi mới nói. Hôm nay, người ở đài truyền hình thành phố tới bệnh viện trung y làm tuyên truyền, viện trưởng lấy bệnh tình của bà nội ra làm ví dụ đăng lên tin tức. Chẳng trách ông Tề lại vội vàng rời đi, hắn là bị kêu đi tiếp đãi người có đài truyền hình. Sau đó thì sao? Lâm Minh thuận miệng hỏi tiếp. Bà nội nói là bác hai chữa khỏi cho bà ấy, bây giờ cả Giang Thành đều biết. Tôi nhanh trừng mắt nhìn anh, thở hổn hển. Bác hai cướp hết công lao của anh rồi. Em vì chuyện này mà khó chịu không vui sao? Lâm Minh sửng sốt, rất nhanh rồi lại bật cười. Anh tưởng là chuyện gì chứ? Trên thực tế, người chăm cứu cho bà nội không phải là anh. Nếu muốn tính công lao thì là bác hai, quá thực cũng có. Huống chi ở đó có nhiều bác sĩ như vậy. Em cảm thấy bà nội không biết rốt cuộc ai là người cứu bà ấy sao? Sắc mặt của Tô Nhan cứng đờ. Ý anh nói là bà nội biết anh cứu bà ấy, nhưng bà vẫn muốn đem công lao này cho bác hai sao? Việc này đối với bác hai là một cơ hội. Đài truyền hình thành phố tuyên truyền mạnh mẽ, bệnh viện cũng xem trọng ông ta. Công lao này để trên đầu anh khác xa so với để trên đầu ông ta mang đến lợi ích lớn. Có việc này làm thành tựu, tương lai của bác hai không phải rất tươi sáng sao? Bà cụ kia cũng rất khôn khéo. Lâm Minh lắc đầu. Tô Nhan im lặng một lát sau mới nói, làm sao anh cứu được bà nội? Tùy tiện ấn xuống thôi. Ấn xoa bóp, hiểu không? Lúc trước khi anh không có việc gì thì tự mình xem qua mấy cuốn sách về xoa bóp massage rồi tự mình học, chỉ như vậy thôi sao? Vẻ mặt Tô Nhan không thể tin nổi. Lâm Minh mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Tô Nhan nửa tin nửa ngờ nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng từng nhìn thấy Lâm Minh cầm cuốn sách cũ nát đọc lúc nào, đọc lúc không có việc gì làm. Cho dù nói như thế nào, chuyện hôm nay xem như bỏ qua. À đúng rồi, sáng nay cha mẹ ra ngoài rồi, khoảng 2-3 ngày mới có thể trở về. Được. Lâm Minh tùy ý trả lời một câu. Tô Nhan nhìn anh hơi kỳ lạ. Không biết vì sao, cô cảm thấy hôm nay Lâm Minh rất kỳ lạ. Tới giờ ăn cơm, Lâm Minh làm một bữa cơm đơn giản. Nhìn món xào tinh tế, vẻ mặt của Tô Nhan khiếp sợ. Cái miệng anh đào nhỏ mở thành hình chữ O, gần như không khép lại được. Cô nếm thử một miếng thì cực kỳ kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Ngon quá, cái này là anh làm sao? Tô Nhan khó tin nhìn Lâm Minh. Trước kia thức ăn của Lâm Minh làm hầu như cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Nếu không phải Tô Nhan thật sự không có thời gian, cô thà rằng đi ăn ở bên ngoài còn hơn nếm thử một miếng cơm của Lâm Minh làm. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra chứ? Vì sao tài nấu nướng của Lâm Minh trong một thời gian ngắn đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy chứ? Quả thật có thể so với đầu bếp ở khách sạn 5 sao. Mau ăn đi. Lâm Minh vừa ăn vừa nói. Tô Nhan mang đầy sự nghi ngờ, cái miệng nhỏ cứ ăn hoàn toàn không dừng lại được. Trước khi cô chỉ có thể ăn một chén nhỏ
Bữa ăn này không ngờ cô lại ăn tới 2 chén. Cô bắt đầu lo lắng cho cân nặng của mình. Người này có phải là giấu giếm cô điều gì hay không? Trong lòng Tô Nhan càng thêm hoang mang là không biết nên hỏi như thế nào. Lúc này di động của Tô Nhan đột nhiên vang lên. Cô không chút để ý, ấn nghe, đặt ở bên tai. Nhưng một lát sau, sắc mặt cô liên tục thay đổi. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh xem tivi ở bên cạnh, nghiêng đầu hỏi. Tô Nhan buông điện thoại xuống, hai mắt thất thần, ngơ ngác nói. Nhà họ Tô, xong rồi. Lâm Minh không ngờ rằng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà Tô Cối thọc ra cái sọt lớn như vậy. Hóa ra sau khi bà cụ Tô được chữa khỏi, đúng lúc người của đài truyền hình thành phố đến phỏng vấn, công tiền thể đăng tin tức về trường hợp trung y này lên mạng, phối hợp với công việc tuyên truyền của tòa thị chính. Kết quả trùng hợp chính là nhà Từ ở Nam Thành nhìn thấy bài tin tức tuyên truyền này mà chứng bệnh của ông Tù, của ông cụ Từ và bà cụ Tô rất trúng nhau. Vì thế nhà Từ đưa ông cụ Từ tới Giang Thành trong đêm mời Tô Cối chữa bệnh. Tô Cối nghe tin, nháy mắt vui mừng khôn xiết. Nhà họ Từ ở Nam Thành đó, đó chính là gia tộc bậc nhất ở Nam Thành. Kẻ hèn như thế là nhà họ Tô so với nhà họ Từ, quá thật là như trăng sáng và đom đóm. Đây là một cơ hội tuyệt vời, một bước lên trời kết thân với nhà họ Từ. Đây cũng là cơ hội tốt để Tô Cối một bước lên trời. Vì thế, dưới sự khích lệ của bà cụ, Tô Cối dựa theo trình tự mà Lâm Minh chỉ lúc ban ngày châm cứu cho ông cụ Từ. Ông ta còn nhớ rõ vị trí huyệt đạo của cây châm. Cuối cùng, ông ta cảm thấy bản thân đã nắm giữ linh thủ thiên một cách hoàn hảo. Thế nhưng là linh thủ thiên này châm xuống, ông cụ Từ vốn còn tỉnh táo lại hôn mê ngay tại chỗ. Sau 2 phút vào phòng cấp cứu, đến bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Nhà Từ giận dữ, Tô Cối hoàn toàn ngây ngốc. Cả cục diện lại không thể kiểm soát lần thứ hai. Tô Cối bị nhà Từ giam giữ, các bác sĩ chuyên gia từ mọi tầng lớp xã hội đến. Trải qua vài tiếng cấp cứu, bệnh tình của ông cụ Từ đã ổn định một chút nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ điều dưỡng riêng cho nhà Từ đã được đưa đến Giang Thành trong nửa đêm. Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhà Từ và nhà Tô cũng vì vậy mà kết thù. Thế nhưng nhà Tô lấy gì để đấu với nhà Từ đây? Chỉ sợ một ngón tay của nhà Từ đã có thể bóp chết nhà Tô. Người của nhà Tô hoảng loạn. Tô Nhan bị bà cụ Tô kê đến biệt thự bàn bạc cách đối phó suốt đêm. Cho đến khi cô từ chỗ bà cụ Tô trở về đã là 12 giờ khuya. Tình hình thế nào? Lâm Minh còn ngồi trên sofa hình như đang đợi cô. Không có gì. Sắc mặt Tô Nhan không được tự nhiên, cũng không nhìn Lâm Minh nói nhầm một câu rồi vội vàng trở về phòng. Bộ dạng này nhất định là có chuyện. Nhìn trong mắt của Tô Nhan, Lâm Minh là một tên vô dụng tồi tệ. Nói với anh giống như đàn gãy thây trâu. Bởi vậy đụng tới chuyện gì, một là Tô Nhan tự mình giải quyết, hai là bàn bạc với cha mẹ của mình là Tô Quảng và Trương Tình Vũ. Tô Nhan không nói, Lâm Minh cũng lười hỏi. Kết hôn 3 năm rồi, Lâm Minh vẫn ngủ ở phòng khách. Qua 12 giờ, Lâm Minh liền ngã vào sofa ngủ thiếp đi. Không biết đến khi nào, bên tai truyền đến tiếng động. Lâm Minh vô thức mở hai mắt ra, mới phát hiện là Tô Nhan muốn ra ngoài. Mới 7 giờ sao? Không phải 8 giờ rưỡi Tô Nhan mới đi làm sao? Hơn nữa trông cô có vẻ mệt mỏi, như thể tối hôm qua cô hoàn toàn không ngủ. Cô gái này muốn đi đâu chứ? Lâm Minh nói thầm trong lòng một tiếng, rồi nhanh chóng thay quần áo đi theo